Chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình sẽ test một cây đàn bầu, một cây đàn nguyệt lắp EQ cho anh Thắng. Đấy. Anh Thắng thì trước tiên đặt một cây đàn nguyệt lắp EQ rồi, ra tiếp anh đặt thêm một cây nữa. Đây là một cây đàn nguyệt lắp EQ. Cây này thì khi các bạn chơi thì các bạn cắm cái giác vào đít đi nha. Đấy, các bạn có thể vừa chơi vừa bật tuner này. Ví dụ các bạn đang đánh nhá. Ở đây xin cảm ơn các bạn xem video của Nhạc Cụ Đàn Hương.